Về tình hình dịch COVID-19 trong nước, mới đây Bộ Y tế vừa công bố thêm 12 ca mắc, trong đó có 8 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do các bệnh nhân điều trị tại tuyến y tế cơ sở nên Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã tăng cường nhiều nhân lực và thiết bị tới hỗ trợ phối hợp điều trị cho các bệnh nhân. Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên là cơ sở y tế biệt lập có đủ điều kiện và đã có kinh nghiệm tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả trong công tác điều trị, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã tăng cường một bác sĩ, một điều dưỡng và một kỹ thuật viên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Đều là những người có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19, trực tiếp phối hợp với phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên để điều trị bệnh nhân. Được biết, các bệnh nhân đang điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên đều trở về từ Nga, đều là nam giới, độ tuổi từ 24 cho đến 41.